Thực hư câu chuyện chim mơ piu piu đang căng thẳng vì nợ nần. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhiều năm trước, piu piu từng là gương mặt rất thành công. Anh là một trong những chim mơ nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Không chỉ thành công ở lĩnh vực YouTube, mạng xã hội, piu piu còn nhanh chóng thử sức ở vai trò kinh doanh với thương hiệu bánh mì piu piu. Không chỉ có piu piu, nhiều nghệ sĩ, hiện tượng mạng nổi tiếng khác cũng từng thử sức ở vai trò kinh doanh. Có người rất thành công nhưng cũng không ít người thua lỗ, thậm chí là vướng phải nợ nần. Mới đây, Piu Piu đã ly chim tâm sự việc anh đang mắc nợ một khoản nợ rất lớn. Món nợ này khiến anh khá áp lực trong suốt những năm qua. Từ năm 2020, anh đã bị xịt chết nặng vì vấn đề nợ nần. Nợ nần ở thời điểm hiện nay khó khăn đến mức Piu Piu phải bán cả chiếc xe mà anh đã gắn bó từ lâu, đấy là đỉnh điểm là mình bán chiếc xe máy để xoay nợ. Trước khi đến tuổi lập gia đình, mình nghĩ rằng sẽ mua được một cái gì đó cho bản thân. Và mình nghĩ rằng đó là chiếc xe cuối cùng mình mua lúc còn độc thân, khi mọi thứ không như ý mình đã quyết định bán nó đi. Tuy nợ nần nhưng Piu Piu vẫn không chia sẻ với bạn bè hay gia đình, chàng chim mơ cũng không nói rõ số nợ của mình là bao nhiêu. Mình cũng chưa nói điều này với bố mẹ, cả độ và hiếu cũng không được biết. Cũng một năm trôi qua rồi, có lẽ bố mẹ mình cũng sẽ hơi buồn về chuyện này. Các bạn kinh doanh sẽ hiểu rằng một khi có chuyện đã không thuận thì sẽ đều khó, Piu Piu tâm sự. Một trong những lý do khiến Piu Piu gặp khó khăn khi kinh doanh đó chính là dịch bệnh khiến cho tiền bạc anh vay mượn đầu tư cũng phải mất đi. Hiện tại, Piu Piu đang hợp tác với hai người bạn thân là xem và độ Messi để mở thêm quán cơm tấm trước những khó khăn của bản thân Pew, Pew cũng khá lạc quan vì anh vẫn còn gia đình bạn bè và cộng sự động viên cho mình Pew, Pew cũng cho rằng việc kinh doanh không đơn giản màu hồng như trong phim hay mv ca nhạc nên các bạn trẻ đam mê kinh doanh phải cẩn thận quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin thật hư câu chuyện chim mơ Pew Pew căng thẳng vì nợ nần cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo